Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thưa quý vị, phụ nữ là để yêu thương, đó là một chân lý luôn luôn đúng. Bởi vì ngoài việc hoàn thành tốt cái thiên chức làm mẹ, thì phụ nữ còn phải lo lắng rất nhiều những cái công việc ngoài xã hội, cũng như là quán xuyến công việc của gia đình. Chính vì thế, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay dược sĩ Đinh Thanh Huyền, là một chuyên gia trong lĩnh vực phụ khoa ở nữ giới, sẽ cung cấp rất nhiều những kiến thức hữu ích để quý vị có thể phân biệt được giữa khí hư bình thường và khí hư bất thường. Xin chào dược sĩ Đinh Thanh Huyền ạ. Chào bạn và xin kính chào quý vị khán giả. Thưa chuyên gia, trước tiên thì chúng ta có thể nhận dạng được cái khí hư bình thường tại nhà thông qua những cái dấu hiệu nào ạ? Thì đầu tiên thì tôi sẽ nói về vai trò của khí hư đối với sức khỏe của người phụ nữ như thế nào đó. Thì đầu tiên khí hư có hai vai trò chính. Vai trò đầu tiên là giữ ẩm trong môi trường âm hộ âm đạo, luôn duy trì một độ ẩm cần thiết. Vai trò thứ hai của khí hư đó chính là có tính chất là sát khuẩn tự nhiên. Tại vì như bạn biết là âm hộ âm đạo thì gần với môi trường bên ngoài đúng không? Thế nên là có rất nhiều những yếu tố bên ngoài có thể xâm nhập vào bên trong. Chính vậy mà nếu mà có một lượng khí hư sinh lý bình thường thì sẽ giúp cho môi trường là ở trong âm hộ âm đạo sẽ được là tiệt khuẩn, sạch khuẩn một cách tự nhiên. Thì đấy chính là hai vai trò của khí hư thông thường. Đó, còn khi bạn hỏi thế nào là khí hư bình thường, khí hư sinh lý, thì về khí hư sinh lý là dịch tiết âm đạo được tiết ra gần như là hàng ngày đối với cơ thể người phụ nữ. Tuy nhiên về hình thái thì chúng ta có thể thấy như thế này. Khí hư sinh lý thì sẽ là không có mùi, không có màu và gần như là cái dạng quánh giống như là lòng trắng của trứng gà mà chúng ta khi mà chúng ta nấu ăn ở nhà chúng ta nhìn thấy, thì khí hư thông thường sẽ là như vậy. Và đồng thời sẽ không có những cái mùi khó chịu, không có mùi hôi khó chịu, và cái lượng tiết ra thì là với cái số lượng nó rất là nhỏ thôi, nhiều khi chỉ là dính một chút xíu ở dưới đáy của quần lót của chị em thôi, và ra nhiều một hơn một chút xíu vào trước những cái chu kỳ kinh nguyệt của chị em. Thì đấy là hình thái của khí hư thông thường, khí hư sinh lý. Cơ chế sinh học thì mọi thứ trên cơ thể đều có cái lý do của nó. Vậy thì khí hư bình thường có cái tác dụng như thế nào đối với sức khỏe của người phụ nữ ạ? Như mình vừa nói lúc trước thì hai vai trò chính của khí hư đó chính là sẽ giúp cho là làm giữ ẩm, và thứ hai là sẽ giúp là làm sạch khuẩn tự nhiên trong môi trường âm hộ âm đạo của người phụ nữ. Và cái này thì vô cùng là quan trọng. Tại vì ngoài ra một cái vai trò nữ của khí hư đó chính là khi mà người phụ nữ có tiến hành là quan hệ tình dục với bạn tình của mình, thì với một lượng khí hư vừa phải thì sẽ giúp cho là quá trình quan hệ sẽ dễ dàng hơn. Tại vì nó sẽ tiết ra một lượng dịch nhỏ, như vậy thì sẽ giúp cho là quá trình giao hợp của hai người sẽ diễn ra dễ dàng và sẽ giảm được cái tình trạng là hơi bị đau chút xíu của người phụ nữ. Đó, nên chúng ta thấy được là khí hư nghe thì có thể là sẽ thấy là không tốt, nhưng mà thực ra nếu mà nó tiết lượng vừa phải, sinh lý thì sẽ rất tốt cho cơ thể của người phụ nữ. Cái nguyên nhân nào dẫn đến cái tình trạng khí hư bất thường ở nữ giới ạ? Hiện nay thì có khá nhiều những nguyên nhân mà gây ra tình trạng là khí hư bất thường dành cho nữ giới. Thì sau đây thì tôi sẽ khu trú thành 5 nguyên nhân chính mà chị em có thể gặp phải mà có thể dẫn đến nguyên nhân là khí hư bất thường. Thì nguyên nhân đầu tiên đó chính là do chị em bị nhiễm nấm. Đó, thì tôi giải thích một chút xíu là ở khu vực âm hộ âm đạo của người phụ nữ thì luôn có một lượng nấm men nhất định ở trong khu vực đó, để mục đích của nó là cũng duy trì cái độ ẩm và độ cân bằng ở trong môi trường pH của âm hộ âm đạo thôi. Tuy nhiên trong những cái điều kiện mà không tốt, ví dụ như chị em vệ sinh không tốt chẳng hạn, thì nấm men đấy nó sẽ phát triển một cái chuỗi dẫn rất là mạnh mẽ và nó sẽ gây ra tình trạng là viêm nhiễm, nhiễm nấm tại khu vực âm hộ âm đạo. Thì từ như vậy thì chị em sẽ thấy là lượng khí hư rất là nhiều, đồng thời sẽ thấy là khu vực âm hộ âm đạo sẽ thấy rất là ngứa ngáy và khó chịu. Đó là những cái biểu hiện mà đi kèm do nguyên nhân là nhiễm nấm. Nguyên nhân thứ hai mà chị em có thể gặp phải đó chính là do bị là nhiễm khuẩn. Tại sao là nhiễm khuẩn ạ? Tại vì như tôi nói lúc trước luôn ạ, âm hộ âm đạo là cửa ngõ tiếp xúc với cái môi trường bên ngoài nó, nên nếu mà chúng ta vệ sinh không đúng này, chúng ta có những cái ví dụ là giao hợp
quá thô bạo chẳng hạn, hoặc là chúng ta sử dụng những cái loại dung dịch vệ sinh phụ nữ hoặc là dung dịch mà tẩy rửa quần áo chẳng hạn không phù hợp, thì cũng sẽ dẫn đến là vi khuẩn ở bên ngoài có thể dễ dàng xâm nhập vào bên trong. Đó, thì như vậy là sẽ cũng dẫn đến nguyên nhân là sẽ xảy ra tình trạng là khí hư sẽ bất thường. Và đi kèm ngoài da thì mình cũng thấy những biểu hiện khác, ví dụ như là cũng thấy là khu vực là mình sẽ tiểu buốt, tiểu rắt, tại vì nó là bị nhiễm khuẩn. Đó, nhiễm khuẩn thì sẽ dẫn tiểu buốt, tiểu rắt và rất là khó chịu. Đó, thì đấy là nguyên nhân thứ hai là do nhiễm khuẩn. Nguyên nhân thứ ba mà chị em có thể gặp phải đó chính là do nhiễm trùng. Nhiễm trùng là sao ạ? Nhiễm trùng là có những loại trùng ví dụ như là con trùng của xanh Trichomonas. Đó, khi mà nó xâm nhập vào bên trong âm hộ, âm đạo của người phụ nữ thì như vậy là cơ thể người phụ nữ đã bị nhiễm trùng rồi. Thì nó ngoài cái biểu hiện là gây ra khí hư bất thường, khí hư da nhiều, thì nó mọi người sẽ để ý thấy là cái hình thái của khí hư ấy, nó sẽ có màu vàng hoặc là màu xanh và đôi khi là có cả sủi bọt khí nữa. Đó, thì đấy là do nguyên nhân là trùng Trichomonas gây ra. Đó, nguyên nhân tiếp theo mà chị em có thể gặp phải đó chính là lúc này là do cơ thể chị em lúc mà dùng tampon, tức là một cái loại mà chúng ta sử dụng trong chu kỳ kinh nguyệt của mình á, là tampon mà chúng ta đút vào trong bên trong âm hộ âm đạo, thì chúng ta có thể nhiều khi không để ý, nhưng mà do những cái góc cạnh của cái miếng tampon đấy thì nhiều khi nó có thể gây ra những cái vết xước. Đó, thì nếu chúng ta đặt không cẩn thận vào bên trong âm hộ âm đạo thì nó có thể gây ra tại những vị trí những vết xước như vậy, thì là tạo điều kiện rất tốt để cho vi khuẩn hoặc là nấm có thể xâm nhập vào bên trong. Đó, thì đấy là đều là những cái nguyên nhân mà do là trong cái quá trình mà chúng ta vệ sinh này hoặc là chúng ta sinh hoạt nó chưa thực sự khoa học và đúng, thì là sẽ là các nguyên nhân gây ra tình trạng là chúng ta bị khí hư bất thường. Sau khi chúng ta phát hiện ra mình mắc khí hư bất thường thì chúng ta phải làm gì? Chuyên gia có thể cho lời khuyên không ạ? Sau khi mà mình đã phát hiện ra mình bị mắc khí hư bất thường, tức là nó da nhiều và có những hình thái khác, thì khí hư thì nó sẽ chia thành, bất thường thì chia thành hai loại. Thứ nhất là khí hư bất thường dưới dạng là sinh lý, tức là khi mà chúng ta trong trước chu kỳ kinh nguyệt chẳng hạn đó, hoặc là chúng ta đang trong độ tuổi dậy thì mà cơ quan nó chưa hoàn thiện lắm, thì chúng ta thấy là ok, nó chỉ ra nhiều vào những cái lúc như vậy thôi, thì chúng ta chỉ cần thay đổi lại cái chế độ sinh hoạt hàng ngày của mình, chú ý giữ gìn vệ sinh thật là sạch sẽ. Đó, đặc biệt là trước, trong và sau chu kỳ kinh nguyệt, tại vì trong cái thời gian đấy là thời gian mà chúng ta rất dễ bị nhiễm khuẩn từ bên ngoài vào. Đó, cơ thể nó cũng đang yếu nữa. Đó, thì chúng ta cần đặc biệt chú ý giữ gìn vệ sinh trong giai đoạn này. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải để ý là đồ lót chúng ta mặc có đảm bảo vệ sinh sạch sẽ hay không, đó, nó có bị chật quá hay không thì chúng ta cũng phải lưu ý. Và ngoài ra thì cũng phải đảm bảo là cung cấp dinh dưỡng nó phù hợp và hợp lý trong những giai đoạn này. Thì nếu mà chúng ta đảm bảo những yếu tố vậy thì cái tình trạng khí hư sinh lý nó sẽ hết. Đó. Còn loại thứ hai là cái loại khí hư mà lúc này bất thường rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta lúc này chúng ta cần phải đến các cơ sở y tế gặp những bác sĩ chuyên khoa để có thể thăm khám và từ đó phát hiện ra nguyên nhân chúng ta là do chúng ta bị nhiễm khuẩn, do chúng ta bị nhiễm nấm, hay chúng ta bị nhiễm trùng roi, hay là do chúng ta dùng tampon chẳng hạn. Thì chúng ta phải xác định được là nguyên nhân gây ra tình trạng khí hư bất thường để từ đó bác sĩ sẽ cho chúng ta phác đồ điều trị phù hợp. Thì hiện nay về phác đồ thì các bác sĩ có thể kê cho chúng ta là có thể là thuốc đặt vào vị trí âm hộ âm đạo, hoặc là chúng ta có thể dùng thuốc rửa để chúng ta rửa vệ sinh hàng ngày, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Hoặc là chúng ta có thể dùng thuốc uống, hoặc có thể nặng hơn thì có thể các bác sĩ sẽ phải can thiệp bằng hình thức là ngoại khoa. Đó, tức là tùy tình trạng của mình như thế nào, nguyên nhân gây ra như thế nào, thì các bác sĩ sẽ cho chúng ta phác đồ điều trị hợp lý. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Dược sĩ Đinh Thanh Huyền ạ. Vâng, thưa quý vị, hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi của Dược sĩ Đinh Thanh Huyền thì quý vị đã bổ sung cho mình thêm rất nhiều kiến thức về phụ khoa ở nữ giới. Và nếu quý vị còn bất kỳ thắc mắc nào thì hãy gửi câu hỏi về địa chỉ email tư vấn bác sĩ 115a@gmail.com hoặc liên hệ đến hotline 0857-322-102 để được chúng tôi tư vấn. Còn bây giờ, Lê Vân và Dược sĩ Đinh Thanh Huyền xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.